Xin chào anh em trở lại với chương trình của Tahi Game. Trên tay tôi đang làm một cái hộp đồ. Sản phẩm ngày hôm nay mình giới thiệu anh chị đó là một cái nhẫn cho anh Thạch sợi vàng tự nhiên. Sản phẩm này chỉ giá khoảng 35 triệu thôi. Ở đây chúng ta đang có một cái gì ạ? Anh chị nhìn thấy không? Nhẫn Rolex nhá. Dạng Rolex dây mềm, sử dụng vàng hồng và một viên kim cương, viên sapphire vàng như kim cương luôn. Chúng tôi đã cắt viên đá này thì tôi đã cắt lại rác từ một viên đá to chuyển về một viên rác kim. Kích thước là hình như 5 ly rưỡi hay là mấy ly nhỉ? 5 ly 8, 5 ly. Hình như 5 ly rưỡi hay 8 thì đó. Để tôi kiểm tra lại cái giám định nhé. Đây là viên rác kim này, chị nhìn này. Và để cắt ra cái rác này thì chúng ta sẽ có cái rác 3 tầng. Bình thường chúng ta sẽ sử dụng một cái rác cắt của người Ấn Độ là rác 3 tầng. Thế nhưng mà với rác kim thì chúng ta chỉ có rác 1 tầng thôi, một phát chặt veo vào xuống đáy luôn. Đấy. Hiệu ánh sáng của nó thì nó sẽ phát xạ theo một cái hiệu ứng tia. Nó khác với cái phát xạ lấp lánh theo cái dạng cắt rác nhuyễn Bồ Đào Nha mà chúng ta hay xem. Đó. Ok nhé. Còn đây là những cái một viên đá ruby mới tôi vừa mới mua về. Đây là viên tôi hay dùng. Đó. Rồi chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết sản phẩm này trong đoạn video về sau nhé. Và anh Thạch thì anh ở Hà Nội, tôi sẽ giao hàng cho anh trong ngày mùng 1 âm lịch, chính là hôm nay đấy. Tôi cái nhẫn đẹp. Sản phẩm dành cho anh Thạch. Cái nhẫn này sử dụng chính ra cái này lại hay này, đẹp này. Sử dụng vàng hai màu luôn, một màu hồng một màu vàng. Anh Thạch đeo nhẫn này chắc là tuyệt vời đấy. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều sản xuất giỏi hết anh chị nhá. Động đậy được này, đấy, động đậy đấy. Chúng ta sử dụng một hệ thống rất nhiều đá ở đây. Và ở trên này chúng ta đang có kim tự nhiên là có 16 viên 1,5 ly. Và cái chi phí chúng ta hết cho cái kim này là khoảng gần 6 triệu anh chị ạ, 5,8 triệu. Trong khi đó cái viên sapphire này cắt theo cái rác rất là hay ho. Cái đá này là chỉ giá 9,2 triệu, cắt từ viên đá to ra anh chị nhá. Đây còn lượng vàng hồng ở trên cái nhẫn này là 3,5 chỉ. Và tổng chi phí chúng ta phải sản xuất trên cái này lượng vàng là 20,677,000. Và tổng chi phí chúng ta đang có là 35,749,000. Anh đo cái ấy này. Đo cái phần quay này. Thì cái hàng Rolex thì là trên bề mặt nó sẽ xuất hiện những cái đường gai thẳng như này anh chị nhé. Đấy, mặt này thì vẫn là logo Tahi Game và chữ Phúc. Đây là Tahi Game 18K750, anh chị nhìn có thể tôi sẽ khắc nổi ở đây này. Đó, đặc trưng hàng sản phẩm chúng ta. Thì với những cái sản phẩm như thế này thì chúng ta sử dụng một viên đá nó cũng không quá lớn anh chị ạ. Nó đem lại cái form nhẫn thì nó gọn gàng. Ok. Rất là tuyệt vời, và mình sẽ giao hàng cho anh ấy vào buổi 2 rưỡi chiều ngày hôm nay. Anh ấy hẹn mình như vậy và mình sẽ giao hàng nhé. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và tạm biệt anh chị. Rồi, xin chào anh em. Trên cái phiên bản này chúng ta đang có
Thank you.